hướng dẫn làm video đăng YouTube này bằng ứng dụng TeamShot này. Đầu tiên mình sẽ bật ứng dụng này lên. Đó. Vào trong ứng dụng thì chúng ta sẽ chọn phần video. Video. Ta chọn mới, kích vào mới. Đó. Mình cần hai video, một cái mình sẽ lấy hình và một cái mình sẽ lấy tiếng. Mình sẽ chọn cái video để lấy hình trước. Ví dụ như cái video tiếng thì mình sẽ chọn cái 4 phút 47 giây này. Thì mình chọn cái hình trước. Mình lấy cái video dài hơn nhé. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa cho thành 4 phút 47 giây này. Mình lấy video này. Đó. Mình sẽ chọn vào phần cắt. Mình đưa cái này cắt. Làm cho nó bằng 4 phút 47 giây thì mình dừng lại nhé. Đó. 4 phút 48 giây, sau đó mình ấn vào dấu tích. Đó, nó sẽ cắt. Ấn tiếp vào dấu tích ở phía dưới. Nó sẽ cắt đúng 4 phút 47 giây cho mình ra nghe thử. Đó, nó có tiếng. Sau đó mình nhấn vào cái biểu tượng âm nhạc. Đó, ấn tiếp vào nút bản nhạc của dấu cộng này. Để mình lấy âm. Trong này có rất nhiều cái phần cho mình chọn nhạc nhé. Mình chọn nhạc trích xuất từ video. Đó, và mình ấn vào cái video 4 phút 47 giây. Cái video này mình sẽ lấy tiếng ở cái video mình bật mở rồi. Đó. Đó sẽ là bài Xuân Này Con Không Về. Nhấn vào dấu tích này. Đó, bây giờ mình sẽ giữ tay mình cho kéo cái video cho nó dài ra bằng video kia. Mình ấn hai lần cho nó dài. Mình chỉnh cho hai video này nó dài bằng nhau. Đó. Mình kéo xuống dưới đằng sau cho nó bằng nhau kia. Rồi. Hình nó dài hơn tiếng một chút. Rồi mình quay ra phần đầu. Mình giữ vào cái nút này. Mình giảm cái nhạc ở cái video hình đi. Tích ở đây. Đó. Tích tiếp vào cái video này. Mình tăng hết cỡ. Tăng hết cỡ cái nhạc lên. Hai cái video này có nhạc, đều có nhạc, mình tắt một cái đi. Tiếp tục là mình ấn vào để tích ra. Rồi mình chọn để mình tê văn bản. Rồi mình đánh tên bài hát vào. Ví dụ như là Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu. Mình ấn vào để tích ở đây. Okay. Có thể chọn màu. Đây nó cái nó sẽ có rất là ngắn này. Nếu mình đưa qua cái đoạn đấy thì nó sẽ mất. Đó. Bây giờ mình muốn nó cả cái video nó có cái chữ này thì mình ấn vào cái dấu này. Đó. Nó hiện lên.
mình ấn vào video bắt đầu, tích vào đó, nó sẽ dài bằng đầu, còn sau này thế, mình ấn vào video kết thúc, đó nó sẽ dài bằng luôn, nó đưa từ đầu đến cuối nó sẽ có, đó. Giờ mình chọn cái này, mình muốn để nó ở đâu, để ở dưới, hoặc để ở trên, hoặc để ở giữa cũng được, tùy mình, đó. Thay đổi nhé, mình ấn vào đầu tích, tích rồi, đó. Chúng ta sẽ nghe thử nha. Kéo ra mình nghe thử. Đó. Đó. Bây giờ mình muốn làm mất cái chữ chữ của cái ứng dụng của mình tích vào đây, nó hiện lên này. Ấn vào chữ thì bỏ một lần là miễn phí. Tích vào đây, nó sẽ mất cái chữ ấy luôn. Ok. Rất dễ dàng đúng không? Sau đó mình sẽ ấn vào trích xuất video, nút mũi tên bên phải, kích vào đây, đó, nó sẽ hiện lên là lưu lại hoặc xóa video, đó, mình sẽ ấn là lưu lại. Sau đó chúng ta sẽ chờ nó mất vài phút để nó xuất cái video ra. Trong khi video nó xuất ra thì mình không được thoát ứng dụng, nếu không thì nó sẽ không lưu lại. Mất khoảng độ 5-6 phút để xuất video. Thì cái này là mình chỉ làm từ 2 video nên là mình sẽ chọn 2 video, một cái tiếng một cái hình thôi, mình sẽ thu lại. Còn nếu các bạn không muốn lấy nhạc từ video thì các bạn có thể tải từ iTunes của máy.
mình dạo lại đó, bài này. Cho các bạn thành công ha.